Lai lịch ly kỳ của năm quái vật khủng nhất trong thần thoại Hy Lạp. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với News TV. Quái vật khét tiếng và những mẫu chuyện ly kỳ trong thần thoại Hy Lạp luôn là đề tài kỳ bí thu hút nhiều sự tò mò nhất. Còn gì tuyệt vời bằng sự kết hợp của hai chủ đề nóng hổi này? Hôm nay hãy cùng với News TV tìm hiểu lại lai lịch của năm con quái vật khủng khiếp và đáng sợ nhất trong thần thoại Hy Lạp nhé. Số 5 là Minotaur. Minotaur hay Nhân Ngưu là một quái vật nửa người nửa bò trong thần thoại Hy Lạp. Mọi chuyện bắt đầu khi Minos muốn làm vua xứ Crete nên ông cầu xin thần biển Poseidon. Poseidon đã cho ông một con bò trắng đẹp tuyệt trần để ông chứng tỏ lòng thành của mình. Nhưng mê mẩn trước vẻ đẹp của con bò, Minos đã đem một con bò giả để thế. Tức giận, thần Poseidon đã trừng phạt Minos bằng cách hóa phép cho hoàng hậu của Minos, Pasiphae, yêu con bò đó. Hoàng hậu đã ra lệnh cho kiến trúc sư Chastellus làm một con bò cái bằng gỗ cho bà chui vào trong để giao phối với con bò đó. Và kết quả là sự ra đời của Minotaur. Minotaur đã gieo rắc sự kinh hoàng cho toàn đảo Crete, nên vua Minos ra lệnh cho Chastellus làm một mê cung để nhốt nó lại. Mỗi năm thì ông đem 7 người con trai và 7 người con gái từ Athens vào cho Minotaur ăn thịt. Anh hùng Theseus, sau khi nghe việc làm tàn ác của vua Minos đã quyết ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Anh đã giết được Minotaur nhờ sự trợ giúp của Ariadne, con gái của vua Minos. Nhờ cuộc chỉ của cô đưa mà anh đã tìm đường thoát ra được khỏi mê cung. Thế nhưng để đền đáp ân tình, anh ta lại chọn một người con gái khác của vua Minos là Freyja để lấy làm vợ. Số 4. Medusa. Trong thần thoại Hy Lạp thì Medusa là một con quỷ trong ba chị em quỷ có tên chung đó là Gorgon, gồm có Xenor, Ariel và Medusa. Trong số ba chị em lũ quỷ này thì Medusa là con quỷ hung dữ nhất và cũng là con quỷ trẻ nhất, có thể đánh chết được. Còn hai con kia thì bất tử. Trong phiên bản truyền thuyết cuối cùng viết về Medusa viết bởi nhà thơ người La Mã Ovid, Metamorphosis 4.770. Trước kia, Medusa đã từng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, có mái tóc bồng bềnh và cực kỳ quyến rũ. Vì thế, Medusa đã tự mãn cho rằng mình còn đẹp hơn cả nữ thần Athena. Sắc đẹp của Medusa đã thu hút Poseidon. Khi Poseidon theo đuổi, Medusa chạy đến đền thờ Athena và nghĩ rằng nữ thần sẽ bảo vệ cô, nhưng chẳng có gì xảy ra. Poseidon đã cưỡng đoạt Medusa trong đền thờ của nữ thần. Các phiên bản khác thì cho là Medusa tự nguyện. Poseidon và Medusa đã đến đền thờ Athena để ân ái, khiến cho Athena tức giận. Cô ta cầu xin Athena nhưng nữ thần chẳng làm gì cả. Và để chắc chắn không có chuyện như vậy nữa, Athena biến nàng thành nữ quỷ với một cái nhìn có thể biến tất cả các sinh vật sống thành đá. Athena biến mái tóc tuyệt đẹp của Medusa thành rắn, tay của Medusa làm bằng đồng, móng sắc hơn dao. Có dị bản cho rằng nhan sắc của Medusa không hề thay đổi, chỉ có tóc biến thành rắn và ánh mắt biến người thành đá. Xét trên phương diện khuôn mặt thì Medusa vẫn là người khá xinh đẹp. Medusa trở thành nữ quỷ khủng khiếp nhất, chẳng còn ai dám đến gần Medusa, nhưng Medusa không bao giờ làm hại phụ nữ. Medusa bị giết bởi người anh hùng là Perseus, con của thần Zeus. Trong cuộc chinh phục của mình thì Perseus được các vị thần ban tặng tấm khiên của Athena, đôi dép có cánh của Hermes, một thanh kiếm từ Hephaestus và khả năng tàng hình như Hades. Medusa là người duy nhất trong ba con quỷ của Gorgon. Vì vậy, Perseus có thể giết chết Medusa bằng cách là nhìn hình ảnh phản chiếu qua tấm khiên của Athena. Số 3 là Chimera. Trong thần thoại Hy Lạp thì quái vật Chimera có xuất xứ từ vùng Tây Á, là con của quái vật Typhon và Echinax và có họ hàng với chó ba đầu Cerberus và quái vật Hydra. Theo miêu tả thì Chimera là quái vật có phần trước của loài sư tử, phần sau của loài bò sát và đuôi là một con rắn. Ngoài ra thì trên lưng của nó còn mọc ra một cái đầu dê và đầu rồng. Chimera có khả năng thở ra lửa. Chimera là một con quái vật rất đáng sợ vì phải nuôi ba miệng ăn, nên nó ăn thịt bất kỳ người nào nó gặp. Chimera nguy hiểm không chỉ bởi hình dáng ghê gớm bên ngoài. Nó có sức mạnh của sư tử, sự xảo quyệt của một con dê và nọc độc của con rắn. Mỗi hơi thở từ đầu dê của nó đều phun ra lửa. Chimera trở thành điềm báo cho các thảm họa thiên nhiên như núi lửa chẳng hạn. Câu chuyện nổi tiếng nhất về Chimera là cuộc chiến giữa nó và với người anh hùng trẻ tuổi Bellerophon. Bellerophon là con trai của thần Poseidon với một thiếu nữ người phàm xinh đẹp. Khi còn trẻ thì Bellerophon đã phạm một tội lỗi khủng khiếp và được gửi đến chỗ của vua Prosteus để chịu sự trừng phạt. Thế nhưng vị vua nhận ra tài năng của Bellerophon nên đã xá tội cho cậu. Không may là vợ của vua Prosteus cũng để mắt đến chàng thanh niên. Bà ta nài nỉ Bellerophon trở thành tình nhân của mình,
Nhưng chàng thanh niên đã từ chối, bực bội khi không được thỏa mãn yêu cầu, hoàng hậu đã vu khống Bellerophon cưỡng bức mình. Vua Prostheus thực sự tin vào lời vu khống của hoàng hậu, nhưng vì biết Bellerophon mang dòng máu của thần nên không dám sát hại cậu. Thay vào đó thì ông ta gửi Bellerophon đến với chỗ bố vợ là vua Iobates và đề nghị ông nghĩ ra cách trừng phạt thích đáng. Vua Iobates đã thách Bellerophon hạ được Chimera quái vật nguy hiểm đang khiến dân thường khốn khổ. Thế nhưng Iobates không biết rằng Bellerophon có một người bạn bí mật, đó chính là Pegasus, một con ngựa có cánh và đồng thời cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu. Cả hai đã cùng lớn lên với nhau và vô cùng thân thiết. Bellerophon đã kể lại yêu cầu của nhà vua cho anh trai cũng như xin Pegasus giúp đỡ. Nhờ có Pegasus, Bellerophon đã hạ được Chimera bằng một mũi giáo xuyên vào cổ họng của nó. Số 2 là Hydra. Có thể coi Hydra là một trong những quái vật khủng khiếp nhất trong thần thoại Hy Lạp. Hydra là con của Aegina và Typhon với hình dạng là con rắn trăm đầu. Có tài liệu lại gọi nó chỉ có 9 đầu, sống tại đầm lầy Lernaeus. Không những mình đồng da sắt, đau thương không thể xâm phạm, con quái vật này còn gần như bất tử bởi mỗi khi một cái đầu của nó bị chặt, ngay lập tức chỗ vết thương đó lại mọc thêm hai cái đầu khác. Không những thế, chỉ riêng hơi thở của nó thôi cũng mang đầy chất độc, có thể ngay lập tức giết chết mọi sinh vật sống ở gần. Trong nhiều năm trời, Hydra hoành hành tại xứ Argos, giết hại rất nhiều mạng người và gia súc, chỉ cho đến khi Hadrian xuất hiện và tiêu diệt con quái vật này. Một trong 12 chiến công của Hadrian đó chính là tiêu diệt con rồng này. Văn học và thơ ca Hy Lạp đã nhiều lần nhắc đến quái vật Hydra với các phiên bản, nhưng nó được biết đến nhiều nhất chính là con quái vật đã bị dũng sĩ Hadrian tiêu diệt. Con quái vật Hydra này được biết đến với cái tên là Hydra của Lerna, bởi vì nó sống trong một đầm lầy thuộc vùng Lernaeus, Hy Lạp. Theo truyền thuyết thì việc đánh bại Hydra là điều không thể, vì như đã đề cập ở trên thì mỗi khi bị chặt một cái đầu, thì chiếc đầu của nó sẽ có hai chiếc đầu khác mọc lên thay thế. Để chiến thắng con quái vật Hydra này, dũng sĩ Hadrian đã nghĩ ra cách dùng lửa đốt ngay chỗ vết thương của những cái đầu vừa bị chặt, để các cái đầu mới không thể mọc ra. Cứ như thế thì Hadrian đã chặt từng cái đầu một của quái vật Hydra, và đây cũng chính là một trong những chiến công vĩ đại nhất của dũng sĩ Hadrian. Và sau này thì Hadrian đã dùng mũi tên tẩm máu của Hydra để dọa các vị thần bất tử như thần Apollo và thần Poseidon. Số 1 là Typhon. Trong thần thoại Hy Lạp có rất nhiều con quái vật có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp khi dám đương đầu với cả những vị thần. Trong số đó thì phải kể đến Typhon, quái vật đáng sợ nhất dám thách thức ngôi vương của thần Zeus. Trong thần thoại Hy Lạp thì Typhon là quái vật kỳ lạ và đáng sợ nhất khi nó có hình người nhưng lại sở hữu hàng trăm đuôi rắn khác nhau. Nó chính là đứa con cuối cùng của Gaia, vị thần đất mẹ, và Tartarus, thần âm phủ. Cùng với người bạn đời là quái vật cặn bã Aegisthna, Typhon sinh ra nhiều quái vật nổi tiếng như là Chimera, Hydra, Cerberus. Do đó thì nó còn có tên gọi khác là cha của tất cả quái vật. Rất nhiều những người cho rằng là Typhon có thân hình rất cao lớn và khi quái vật này đứng thẳng người thì có thể đưa đầu chạm vào các vì sao. Phần nửa dưới thân thể của Typhon gồm rất nhiều những đuôi rắn mang hình thù quái dị, còn phần ngón tay là những đầu rồng cực kỳ lớn. Ngoài ra thì Typhon cũng có cánh khi xòe ra có thể che lấp cả mặt trời. Tuy nhiên điểm đáng sợ nhất của Typhon chính là ánh lửa tóe ra từ đôi mắt của nó. Khi trông thấy ánh lửa này thì tất cả sinh vật đều bị một nỗi sợ hãi che lấp cả ý chí lẫn trái tim và cuối cùng là mất đi hoàn toàn sức mạnh. Theo Hesiodus, nhà thơ truyền khẩu nổi tiếng của Hy Lạp, cánh tay của Typhon rất mạnh mẽ và chân của nó không bao giờ biết mệt mỏi. Trên vai của Typhon có 100 con rắn khiến cho tất cả trái tim của mọi sinh vật đều sợ hãi. Từ mi mắt của nó luôn có một ánh lửa vô nhân đạo tỏa sáng lấp lánh. Trong cuộc đời của mình thì Typhon có một âm mưu cực lớn là lật đổ ngôi vương của Zeus để trở thành vua của các vị thần và loài người. Tuy nhiên sau một trận chiến dữ dội thì nó đã bị Zeus đánh bại bằng cách dùng 100 tia chớp hợp lại rồi đánh một đòn chí mạng vào cái đầu quái vật này. Thế nhưng Typhon không chết, do đó thì Zeus phải phong ấn nó xuống vực thẳm của Tartarus. Tuy vậy, với sức mạnh của mình, cha của tất cả quái vật vẫn gây ra các cơn động đất sóng thần núi lửa phun trào để trả đũa. Do vậy, rất nhiều người cho rằng các thiên tai từ núi lửa phun trào là do Typhon lên cơn giận dữ và dùng cách này để tàn phá nhân loại, nhằm tìm cách thoát khỏi nhà tù. Trên đây là lai lịch của 5 con quái vật khủng nhất trong thần thoại Hy Lạp. Các bạn ấn tượng về quái vật nào nhất? Hãy để lại cảm nhận của mình nhé! Video của bọn mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy subscribe, like và share ủng hộ News TV. Giờ đây xin chào và hẹn gặp lại!